Ngô Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại có một người em tên Bình ở trên thôn Tây Bắc 2 xin nhờ đến bà con cộng đồng trên mạng, đó là em Bình. Tôi là Trần Văn Bình, hiện tại là trụ cột của gia đình. Nay cũng có một cháu nhỏ năm nay 11 tuổi, cũng mang nhiều người chứng bệnh nhạt nghèo, gia đình cũng kiệt sức. Xin cảm ơn ạ. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Bây giờ hiện cháu ở nhà hay là ở đâu? Cháu hiện nay đang nằm ở bệnh viện 87 của tỉnh Khánh Hòa. Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu được 11 tuổi. Học lớp mấy rồi? Năm nay vô lớp 6 mới học được khoảng tuần là xảy ra sự việc. Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại là Quỳnh Đông và chị bé đang có mặt ở trên thôn Tây Bắc 2, quận Sa Đa Lãnh, huyện Bình Linh, tỉnh Khánh Hòa. Và ngồi chính giữa đây chính là em Bình. Và vừa rồi quý vị cũng được nghe lời tâm sự của em Bình. Có đứa con gái đang bị nhiễm trùng máu nha quý vị. Bệnh rất là nặng, do gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, kinh tế eo hẹp. Em Bình chính là lao động chính trong nhà, vợ bệnh, con bệnh. Và hiện tại con gái năm nay học lớp 6 nhưng mà bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện 87 thuộc thành phố Nha Trang. Và ngày mai đây sẽ chuyển cháu vào bệnh viện Sài Gòn, nhưng mà không có tiền nha quý vị, rất là khổ. Cũng mong quý mạnh thường quân, quý bà con hôn hỷ để giúp đỡ cảnh của em Bình, để lo cho cháu với quý vị lá lành đùm ra rách. Và chỗ thăm là cháu nó bị như thế nào ạ? Cháu nó là bệnh đầu tiên là phát ra là bệnh viêm xương khớp, rồi một hai ngày sau cháu nó làm sốt nóng lạnh, rồi sau đó là bệnh viện 87 có xét nghiệm về không biết nguyên nhân của bệnh của cháu, nên bệnh viện 87 có đem những cái mẫu xét nghiệm gửi những bệnh viện lớn, chẳng hạn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Victor. Về sau đó những bệnh viện đó để đưa cùng về một kết luận là cháu bị bệnh nhiễm trùng máu. Cháu bị có phần nào của cơ thể? Bị, cháu bị từ đầu gối xuống dưới chân. Từ đầu gối xuống ống huyệt này là phát hiện bệnh trong vòng 10 ngày thôi. Yeah. Lật đật chuyển đi vô bệnh viện 87 liền. Dạ. Này chuyển về từ bệnh viện 87 rồi bệnh nó chuyển về Sài Gòn hay sao? Dạ, bệnh viện 87 không có khả năng nữa điều trị cho cháu, về bệnh viện 87 để chuyển vào Sài Gòn. Là trực diện bệnh viện chuyển đi. Dạ. Là ý em giờ cũng muốn là cũng xin mong muốn bạn bè anh em sớm láng giềng gần ở Đà Lạt và để chung tay góp sức như là lá lành đùm lá rách. Hoàn cảnh của em là trong hoàn cảnh cá biệt, một gia đình của em được bao nhiêu người? Dạ, gia đình của em là gồm 5 người, trên là có mẹ, về ông anh, về bà chị, em là Úc, về sau đó là vợ. Nhưng mà nói chung là hoàn cảnh gia đình mẹ, vợ và anh đều có bệnh trong người hết, nhưng mà hôm nay cháu cũng có cái chứng bệnh này, về gia đình cũng đã chạy chữa cho cháu rồi, nhưng mà lúc cuộc là cũng cạn kiệt sức rồi. Thử hôm nay có gặp anh Bình Đông về chị bé đây, về đưa lên cộng đồng mạng, xin nhờ cộng đồng mạng và những mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước xin giúp đỡ cho cháu qua khỏi căn bệnh này. Yeah. Tôi xin cảm ơn. Cái ông anh là ông hay đi ông chắc là ông đó đó, anh yeah. Bữa chị thấy là ngồi tổng thời từng tới chỗ chị làm đó. Vậy là anh ruột hả? Là yeah. Ông đó bệnh tâm thần. Dạ yeah, anh ruột. Rồi còn vợ em? Vợ em là bệnh sơ gan giai đoạn 2 rồi. Yeah. Nói chung là nhiều bệnh lắm, nhưng mà bây giờ là con bệnh nặng, rất là nặng, thành thử vậy đổ xôi rồi lo cho con. Vậy lo cho con chứ. Như nhà này của em là trực diện hay là nhà của em như thế nào, của em hay là thuê hay là sao? Vậy nhà đây là của một ông chú ở cùng ở xóm đây, ông thấy hoàn cảnh cũng khó khăn, ông cũng cho ở nhờ. Vậy cho ở nhờ chứ. Là cũng như học cái nhà luôn, đối cố vô thân á. Yeah. Hiện tại công việc chính của mình là gì? Lao động tự do. Kêu gì làm đó. Yeah.
À, kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn cũng vừa nghe rồi lời tâm sự của em Bình, có gia đình rất là khó khăn, những vị mẹ bệnh, anh bệnh, vợ bệnh, con bệnh, nhà thì ở nhờ Ở của nhà ông chú cho nhờ để ở ngủ cho ở kế. ở ké để coi giường tường cho người ta, nói chung là rất là khó khăn. Như quý vị qua đây, Quỳnh Đông cũng xin đại diện cho em Bình kêu gọi các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, các anh chị em bà con xóm láng giềng gần trên địa bàn xã Đà Lạnh để giúp đỡ quỹ trong những quý vị lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, xin hãy giúp đỡ cho gia đình em để có một số tiền. Ngày mai này em sẽ vào bệnh viện Nha Trang để chuyển cháu vào Sài Gòn, những quý vị rất là đáng thương. Thì hoàn cảnh cá biệt á, nhưng mà này không có phải là lá lách đâu, đây là lá tẻ tao luôn á, lá thì nữa đây không có nhà tới cố vô thân luôn. Vậy sau đây em xin gửi đến toàn thể các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, đằng xa, xin các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cho cháu về, tôi rất biết ơn ạ. Không biết nói gì đâu nữa, xin một lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân. Cũng cầu mong quý vị và các bạn, các mạnh thường quân hãy giúp đỡ cho cháu nha quý vị. Cháu học lớp 6, tên gì ạ? Về Trần Nguyễn Ngọc Như Ý, thì cháu mới học khoảng được 1 tuần là cháu phát bệnh. Rất mong quý vị và các bạn giúp đỡ cho hoàn cảnh của em mình nha quý vị. Và bây giờ Quỳnh Đồng xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn một ngày gần nhất.